Thử thách chiến hết mệt mì trộn khổng lồ full topping với một đứa đạo mì như tôi á, thì thử thách kiểu này tôi khoái lắm á. Ở đây thì có 7749 thể loại mì, từ mì ramen Hàn Quốc cho tới mì Indomie, tha hồ cho mấy ông bà sáng tạo luôn nha. Và không để mọi người thất vọng thì thanh xuân tôi cũng gọi liền một cái mẹt với 4 loại mì full topping. Chị chủ còn bảo với tôi á là chừng nào tôi ăn hết mới được gì à. Nghĩ bụng là chuyến này chắc ở lại quán mì Dách Lầu này làm nhân viên luôn rồi đó. Không biết là mọi người đang xem clip này lúc mấy giờ, có ai đang đói bụng không ta, mà mọi người thử đoán coi nguyên cái mẹt này bao nhiêu nè. Nếu mà muốn ăn đơn giản hơn á thì chọn cái loại mì 25k có sẵn topping nha. Tao nói nhìn cái mẹt tự nhiên non ngang á trời, cũng xương xương thoi, không có dám gọi nhiều. Bao gồm mì tươi ramen sốt XO, mì tương đen, mì gói xá xíu và mì Indomie. Đi kèm là các loại topping gồm trứng rán, cá viên, bò viên, xúc xích, xá xíu và rau. Sợi mì thì được trộn đều, sốt thơm mà bắt mắt dã man ha. Mì Indomie vị đặc biệt là tôi mê đó giờ rồi. Nhưng cái mì tươi ramen thì lần đầu tôi ăn thử kiểu trộn này á, sốt XO có vị hơi cay cay nhẹ, nhưng mà cái sợi mì tươi thì bị xào mềm quá nên tôi không